1 cộng 2 bằng trừ b lên a cũng bằng m cộng 2. Được cái 2 bằng c lên a cũng 10 trừ 1. Thay vào ta được. A thì là 1 cộng 2 bằng 1. 2 được tạo bình tí bằng m cộng 2. Bình phương 1 từ 10 cộng 2 tất cả bình từ 5 lần 1 cộng 2 lúc này mình 1 cộng x2 bằng trừ b trên a chính bằng trừ của 10 cộng 2 đây, a sẽ bằng bình phương lên giúp trừ mất em mười tất cả bình phương từ 5 lần em mười chín mươi đồng em mười từ năm em mười cộng năm theo bằng m bình 4 m trừ 5 m còn trừ m cộng nhau 4 cộng 5 a theo bằng m bình phương trừ 2 lần nhân với 1 cộng 2 m trừ 2 chia 2 hết chỉ 1 trừ m cộng vào 1 phần 4 và trừ 1 phần 4. Ở đây có dạng hàng đẳng thức A, 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 B cộng B bình A cộng B tất cả bình phương. Hay a thì bằng m trừ 1 phần 2 tất cả bình phương 9 trừ 1 phần 4 đến là bằng 36 35 phần 4 hay cộng với 35 phần 4 nhận thấy m trừ 2 tất cả bình phương 4 được bằng 0 mọi giá trị của m hay suy ra a bằng m trừ 1 phần 2 tất cả bình phương 35 phần 4 lớn hơn bằng 35 phần 4 hay giá trị nhỏ nhất a ý là bằng 35 phần 4 khi là chỉ khi m trừ 1 phần 2 tất cả bình phương bằng 0 hay suy ra m trừ 1 phần 2 bằng 0 bằng 10 phần 2 bằng 2 vậy mình kết luận giá trị nhỏ nhất giá trị A sẽ bằng 35 phần 4 khi m bằng 1 phần 2 giải pháp hôm nay chúng ta đã xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video hữu ích hãy đăng ký, like, share cho kênh mình nhé. Xin cảm ơn. Kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ
giải toán số mũ 2 mũ x bình trừ 3 x cộng cho 2 mũ x trừ x bình bằng 2 mũ 1 trừ x. Ta có phương trình này, 2 mũ x bình trừ 3 x cộng 2 mũ x trừ đưa về dạng là số mũ giống nhau. Đây các bạn đã nhận thấy x bình trừ 3 x và x trừ x bình gọi x bình chung giờ trừ 3 x như mình nhầm, nếu cộng x bằng trừ 2 x, bên này cộng x bằng 2 x hay ta nhân hai mũ có công thức a mũ m nhân a mũ n bằng a mũ m cộng n. Đây nhân vào ta được 2 mũ x bình trừ 3 x để nhân cho 2 mũ x bằng cộng x cộng cho 2 mũ x trừ x bình nhân cho 2 mũ x cộng 2 mũ trừ x nhân 2 mũ x nhân cộng x. Trừ 2x cộng cho 2 mũ x trừ x cộng x 2x trừ x bình 2 mũ x cộng cho x bằng 2 mũ 1. Hay 2 mũ x bình trừ 2x cộng cho 2 mũ trừ x bình trừ 2 x bằng 2. Ta cho trừ ra thì ta có công thức x lấy trừ a nhân một lên x bằng a. Bình từ 2x cộng cho 1 chia cho 2 mũ x bình từ 2x 2. Đến đây ta đặt 2 mũ x bình trừ 2x bằng t, t lớn hơn không? Thay theo hỏi tôi được không? T cộng 1 chia t bằng 2. Qua ta được Q từ 2T cộng 1 bằng 0.
t bình phương trừ 2t cộng 1 bình phương chính là hằng lượng thức a, chính là hằng thức a trừ b tất cả bình phương. Hay t trừ 1 tất cả bình phương bằng 0. Công thức số 1 cơ bản. Hay suy ra x bình phương trừ 2x bằng 0. Hay x đặt cửa chung khoảng x trừ 2 bằng 0. Trừ 6 cộng 2 mũ 2 trừ 4 cộng 2 mũ trừ 1
Alo, rồi, ok. Hello nha, hello nha. Rồi, rồi. Rồi. Anh đừng chào em, ok, chào trường thôi. Đi chào em. Rồi, xin chào, ừ. Yo, chưa non, ok, đấy. Em chưa thi giữa kỳ nữa, lo quá. Thôi, giời ơi, giữa kỳ, trò trẻ con em. Xong ra, cái trò chơi giữa kỳ. Vui thôi. Rồi, buổi sáng vui vẻ nha em ơi. Ủa, buổi sáng vui vẻ. Bà nào ơi, lạnh thật. Em không bị Covid đâu anh ơi, chào. Em chào anh nhé, ok, chào Hải An, Hải An Nguyễn. Đùa thật. Mic quần què rồi. Mic này xịn thế này mà kêu mic quần què. Chứ nghe em rồi. Mic ok mà anh em. Mic ok mà. Mic siêu ok luôn. Dạc gái quá ta hả. Ờ, đây để thấy nè. Để mặt mình to quá, chiếu hết cả cái màn hình rồi. Ờ, quên, để nhỏ xuống. Hi. Hello, xin chào anh em, ok. Anh tên gì nhỉ? Anh tên là Trung Anh đẹp trai, top 1 vũ trụ, top 1 bố bẩn, ok. Khi nào có tứ giác nội tiếp vậy ạ? Ôi ôi. Tứ giác nội tiếp đấy anh phải làm kỹ đúng không? Cái video tứ giác nội tiếp làm kỹ nên là phải mất thời gian tí edit phải làm kỹ nữa, thông cảm nhá. Tứ giác nội tiếp thích lắm, thích rồi đúng không? Cái video đấy phải edit phải làm nó hay, phải làm sao cho nó hay tí quá. Thôi đọc comment cái này. Sáng nay mình làm VS thôi. Nay học VS thôi, nay khô máu VS nhá. Nay khô máu từ 8 giờ đến đêm nhá. Khô máu VS thôi. Làm 10 câu VS rồi. Ồ, ok. 10 câu VS từ dễ đến khó luôn. Nè. Các bài cơ bản rất là dễ. Rồi, bài khá là dễ thôi đó, rất là dễ thôi. Đó, siêu dễ. Rồi có những bài khá là hơi dễ. Cái này là hơi dễ, đó, hơi dễ, ok. Hơi dễ nhá. Anh em nào biết làm hết rồi thì có thể ngủ luôn. Ok. Anh em nào đi qua 10 lần này anh cũng tìm cái đề ở phần comment ấy. Các em vô cái phần comment để xem là đề ở đây nè. Anh cũng tìm cái đề ở đây nè. Đó. Đấy, ấn vào đề. Ok. Anh em ấn vào đề mà thấy là 10 câu này nó dễ quá thì các em đi ngủ luôn đi. Chưa. Biết hết làm hết rồi. Nhưng mà các em biết làm hết 10 câu này rồi đi ngủ luôn đi. Còn ai chưa biết làm thì ngồi theo dõi anh làm cùng với anh nhá. Ok. Đây là tổng hợp VS rồi đấy. Cái một tuần này là tổng hợp VS, tuần sau là tổng hợp thịt học. Tuần sau nữa là ôn để thi cuối kỳ. Ôn bài thi cuối kỳ là bắt đầu ôn thi tuyển sinh đấy. Chỉnh độ như thế vậy cơ mà. Nó chỉnh độ như vậy cơ mà anh em cho anh biết vậy là sao. Đố anh đọc tên em, ok, chùm theo chùa. Chùm theo chùa, like kênh đi nha. À là like video đi nha. Like video với chúc kênh đi nha. Anh em xem cái nào đi, TikTok tôi 90.000 follow rồi mà YouTube cũng có 80.000. Nào subscribe là sao? Anh em, sao lại thua TikTok được? Đăng ký kênh cho đại quan xem nào. Nhiều đứa xem chùa cực kỳ luôn ấy. Nẻ thật. Úp bẩn đi anh. VS là không hút bẩn đâu nha em. VS là mình phải học cái đàng hoàng. VS hút bẩn là chết. Làm câu VS là em chắc chắn là có được 8 điểm. 8 điểm rưỡi đấy. 8 cộng ấy. Ok. Nhưng mà phải làm được VS. Có những câu VS khá là căng. Phân loại học sinh đấy. Nên là trước khi mà chúng ta học những cái phần bài cuối là rất là thức thì học chắc cái phần VS này cho tôi nhá.
chắc phải biết rồi. Please. Anh đẹp trai thế chào em đi. Ok, chào Nguyễn Châu Anh. Ok, em không được. Chào em đây. Rồi, gì đây? Bật các gì anh nhận ngay mà. Để tiếp tục đi anh từ từ. Làm cái gì em chưa đã. Em mới học vẽ hôm qua, yên tâm em ơi. Hôm nay vẽ của anh này từ cơ bản đến tầng cao em ạ. Nên là không có gì phải lo cả nhá. Không biết, không có cái gì để vẽ trong đầu. Hôm nay có học được hết, được chưa? Không biết gì để vẽ, hôm nay học được hết. Ok. Bắt đầu thôi nhỉ. 8:30 rồi. Bắt đầu chưa? Ok, bắt đầu chưa? Cái gì đây? Trung Anh cộng bài toán dễ đi ra. Trung Anh chưa nói. Chào em đi anh. Ok, chào Tâm Lận Thần nhá. Rồi anh sinh năm mấy ạ? Anh sinh năm anh già rồi. Anh sinh năm 7X anh em ạ. 7X rồi. Mấy chục tuổi rồi? 40 tuổi rồi, 40-50 tuổi rồi. Già lắm rồi. Anh sao anh hôm nay sinh gái thế á? Không nào. Tôi chán nhỉ. Zo, ok, Zo đi anh. Đây, thì anh em có thể xem đề bằng comment nhá. Hiện tại là đề này anh lấy anh soạn từ cuốn tài liệu của toán 9 này. Tất cả đồ cũng đề tự tin. Ok, để cái đề tự tin chất lượng đấy. Ok, chất lượng của lời câu nhá. Anh làm lời câu đi. Ok. Anh làm lời câu là ra lớp làm trường viết. Rồi ok, tự hào nhá. Đừng có mà chia sẻ nhá. Viết là viết bí mật nha. Viết là viết bí mật. Nghe xem video cấm chia sẻ. Chia sẻ là tự hại đây. Rồi thôi, lấy tập ra nào. Lấy tập ra chép vào cùng với tôi nào. Lấy tập ra chép vào cùng với tôi nào. Chia sẻ nào. Cái gì đây, cái gì đây. SOS, cái gì mà cứ SOS. Đây chúng tôi không bao giờ SOS. Với tôi, với chúng ta, những cái bài như này là những cái bài tập cho điểm. Không có bao giờ SOS, đúng không? Rồi, đầu tiên mình khởi động một tí đúng không? Khởi động một tí với những cái bài cơ bản trước. Học với anh thế nào vậy? Khởi động trước. Rồi bắt đầu làm cái khó. Để coi. Bài đầu tiên, gọi x1, x2 là điểm phương trình. Tổng hợp thứ ở phía trên đã đúng không? Phía là gì? Phía công thức là gì? X1 cộng x2 là bán trừ b đúng không? 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 Giống như môn hóa học đó, tính những cái mon thôi là gần như là đủ bài rồi. Còn còn đúng hay sai là không biết đúng không? Đó, là dễ lắm. Gọi x1 x2 là kiên trình x bình trừ 3 x trừ 7 bằng 0, x bình trừ 3 x trừ 7 bằng 0 này. Đó, câu 1 nhá, làm câu 1 cho tôi. Anh em có thể xem trước đề hoặc là làm trước những cái bài câu cuối ở phần comment nhé. Ghi cái đề phần comment đấy, được chưa? Ghi đề comment nhá. Rồi, xác định hệ số ABC này. Lại trễ vậy anh hả? Lại sớm này, chiều trễ mới 8:30 mà. Lần sau ấy, anh em cứ đợi 8:30 vô nhá. Cứ vô sớm làm cái gì, anh còn không xem trong gió rồi. 8:30 phải học. Ok. Đưa 8:30 mà vô. Gì mà thế hả anh? Hỏi thấn mờ luôn. Nè, bật 1080 lên, ấn vào điện thoại nè. Chọn chất lượng này. Chọn nâng cao này. Chọn 1080. Đấy. Ui dồi ôi, anh xem nó còn nét thế này mà em chê mờ được. Nè, thật luôn đấy. Ui nét thế này cơ mà. Ui nét kìa, nét kìa. Nét như là bút bẩn. Đúng là em bút bẩn. Không biết sử dụng điện thoại. Rồi, đang học cũng thấy mình quá đẹp trai, ok. Học sau bài này không thấy mình suy đơn luôn. Rồi, A có như nào? A, đúng chữ X bình. Đúng chữ X bình, đúng chữ X bình. Đó là A là
B là mấy? B là củ chữ X, B sẽ là củ ra. C là, C là cổ hoàng cung, năm bảy. Chung là cái này đẹp, sẽ làm củ nhanh. Ừ, 600 anh em là chăm chùa, tôi đưa cho con like, à, anh xem video mà không like. À, mai sau thi là anh không có nhập vào đâu. Xem, phải like đi, mai sau anh thi nhập vào to. Giống như là trong phòng thi thì em đăng ký đúng không? Nhưng anh nhập cô phát, em nhớ đến cái lúc đấy. À, thì ra lúc ấy ông non thế này, đó. Đó, ông bị non thế này, nên là mình nhớ là mình không có non nữa, đó. Nhập đúng bài luôn, thấy chưa? Tác dụng việc like cực kỳ là quan trọng nhá. Thay vì em đi xin vía trên Facebook thì em ngồi đây em like video đi. Đó. S bằng x1 cộng x2 bằng trừ b chia a. Công thức của các em không có phần nữa. Trừ b chia a là trừ 3 chia a là đúng không? Trừ b là trừ 3. Rồi xong câu A. Còn câu B thì C. C thì câu này cũng dễ thôi. X là C chia C chia đâu C đâu C là âm 7 này. A là câu đó. Lấy âm 7 chia 1 đi bằng âm 7. Trời ơi. Câu C tính A bằng x 1 bình x 2 bình. Đó lưu ý nhá, em thuộc không phải ngày xưa thì em chưa học hay là em đã từng học hay là học tiếng rất là nhiều rồi thì em phải bắt buộc thuộc lúc này nhá. X1 bình cộng x2 bình bằng cái gì nào? A bằng x1 bình này cộng x2 bình. Em lấy giấy ra làm chung với anh nhá, hôm nay xong buổi tối hôm nay thôi, chắc là tầm từ 2 đến 3 tiếng thôi. Anh đảm bảo luôn là đứa nào cũng chùm VF, thề làm chung với anh đi là kiểu gì cũng chùm VF nhá. Đừng có gái nữa, đừng gái non nữa, trời ơi. Chính là để coi sẽ có làm được bài khó hay không. X1 bình cộng x2 bình thành gì nào? Thành x1 bình trừ 2 đúng không? Rồi, x1 cộng x2 là bằng 3 này, đó, thành 3 này. X1 cộng x2 là bằng trừ 7 này, 3 bình trừ 2 âm 7. Ok, 3 bình là 9. 9 trừ đi từ cục máy đi. Tập sai quá. Đùa thôi, em nghĩ cái này cũng có từ. Chắc chắn là 14 rồi. 9 cộng 14 thì ra là 23. Đấy, cần bấm. Em nghĩ anh sẽ bấm những câu đơn giản này hơn. Cơ không? Khi đi thi học sinh giỏi người ta còn cầm sử dụng máy tính cơ. Nên là tập nhỏ đi. B bằng giá trị đối của x1 trừ đi giá trị đối của x trừ đi x2 là tuyệt đối này. Ok, anh em làm nhanh nhanh với anh nhá. Tốc độ nhá, tốc độ nhá. Rồi, comment đáp án đi. Đứa nào comment đáp án đọc tên. Cái gì không hiểu? Nguyễn Đình Việt Anh không hiểu sao em lớp 8 đúng không? Em lớp 8 đúng không? Không hiểu là lớp 8 rồi. Lớp 9 ai còn hiểu. Ok. Em mất gốc rồi anh ơi. Cái này á, cái này không cần phải gốc. Em hiểu không? Cái này không liên quan gì đến gốc cả nhá. Cái này nó không liên quan gì một tí gì về gốc của em luôn. Em mất gốc cũng chấp hết, em cũng làm được hết. Chỉ cần thuộc công thức của tôi thôi. X1 cộng x2 là trừ b chia a. X1 cộng x2 là c chia a. Ok, thuộc công thức của tôi. Rồi, hôm nay được thuộc danh công thức của tôi. Đây, thứ nhất là thuộc công thức này. Chưa, thứ hai là thuộc công thức này. Ok, thứ ba là thuộc công thức này này. Cái này là công thức mà các em đi gặp 1.000 lần trong đời. Công thức mà các em đi gặp 1.000 lần trong đời. Chưa hiểu anh ơi, anh em chưa hiểu đâu thì comment nhá. Ừ, em lớp 7 con hiểu kìa, thấy bạn chưa? Thật đầu Việt Nam. Lớp 7 con hiểu. Rồi, ok anh em. Rồi, mờ quá thì bật 1080 lên. Mờ quá mà tham mà dở rồi. Các em gặp khó khăn thì các em tìm cách khắc phục. Khi gặp khó khăn mà tham thì hết rồi. Đã ao trình rồi. Ao trình.
giá trị tuyệt đối của x1 trừ x2 sẽ bằng gì nào? Bằng căn của x1 trừ x2. Đó, đơn giản thôi. Giống như là căn của A bằng A bình bằng căn. Ok, các bạn có gì đây? Căn của x1 bình nè, trừ 2x2 nè, rồi lại cộng x2 bình nè. Đó, nhóm x1 x1 bình nè, cộng x2 bình nè. Đó, rồi trừ đi 2x1x2 nè. Ok à? Thực ra thì x1 bình cộng x2 bình là bằng 23 rồi. Thực ra nó bằng 23 rồi, nhưng mà thôi, anh vẫn muốn các em phải tự phân tích thêm phát nữa nhá. Thực ra đến đây em phải chọn x1 bình 2 bình và 23. Còn đây luôn chưa các em nhớ rồi, x1 bình cộng x2 bình thành gì? X1 cộng x2 bình cộng x2 bình. Công thức bắt buộc nhớ đó nhá, cùng tôi cả nha, đừng mà quên nha. Mai sau khi thi mà lỡ quên thì nhớ đến ông Trung Anh, Trung Nhân nha. Kêu là ông kêu này là không nhớ rồi. Quán này trừ 2x2 thì chưa phải trừ 2x2. Nhiều cháu ngáo cao ngơ. Cứ hỏi anh là ủa, ở đây đang trừ 2x1x2, chứ anh thêm cái trừ 2x1x2 ở đâu ra? Từ công thức màu hồng này này, chưa? Thêm rồi, x1 cộng x2 bình trừ đi 2x1x2 trừ 2x1x2 nữa thành trừ 4x1x2 thôi. Ôi là cái này là mới là ngon hơn. Rồi x1 cộng x2 là bằng rồi 1x2 rồi bằng 3 nha. 1x2 bằng 3 là bằng trừ đi 4 nhân cộng x1 cộng x2 là âm 7. Đó thì cái gì này cộng máy không biết là mấy đứa để anh nghe cộng máy khi ngày xưa thi cái tập nghe một anh đem một bấm thật anh đã áp lực đến cái nỗi mà một anh đem một bấm nghe một tin không, ngày xưa thi tuyển sinh ấy nghe nhiều khi nó ra nhất định x cộng x thế anh run quá, giờ đó x cộng x run quá, 1 cộng 1 bằng 2x, ôi ôi đúng vô bình. Hồi đó không nhận thi tuyển sinh áp lực kiểu như là cứ bị hù là nếu mà thi rớt đại học thì có thể thi lại đúng không, mà rớt tuyển sinh đúng là còn cái gì thật, rớt tuyển sinh là khỏi thi lại luôn, rớt tuyển sinh là đi học về luôn ấy. Rồi ok, nói ít thôi làm nhanh lên ạ. Ok, nói ít thôi làm nhanh lên rồi. Ok đúng rồi, căn ra 7 đúng rồi nhá. Rồi dễ quá, anh ơi thì tới mấy câu đầu mình khởi động lại em. Khởi động mấy câu đầu nhá, anh em làm kinh doanh nhanh nhá. Khởi động làm kinh doanh mấy câu đầu cho nhanh. Rồi khởi động đi, khởi động khởi động. Cái gì cái giá của nó cả đúng không? Không phải là bài khó thực sự nhé. Đi từ nhiều bài dễ tắt vào bài khó. Em mà cứ đâm đầu cũng làm bài khó không làm được đâu. Nói thật với các em là không làm được đâu. Rồi quy đầu mẫu số. Thì câu này chúng ta phải quy đầu mẫu số rồi. Câu E này, hồi xong nhá, đóng nha. Câu E chúng ta phải quy đầu mẫu số rồi. Thì có bạn nào quên cách quy đầu không? Hỏi thật là các bạn nào quên cách quy đầu mẫu không? Đơn giản đúng không? Quy đầu ví dụ nhà anh ví dụ nhà 3/5 cộng với cả 3 kiểu quy đầu đó. Nào cũng nhất kéo luôn 3/5 lấy 1 nhân cho x kéo này, nhân kéo nhá, 1 nhân cho x2 trừ 1 thì 1 nhân x2 trừ 1 em sẽ ghi như này. Ừ, 1 nhân cho x2 trừ 1 em sẽ ghi như này hả? Thực ra thì 1 nhân cho chỗ nào nó cũng là chính nó thôi đúng không? Ghi như thế này không khác gì tự vẽ vào mặt. Cái này khác gì như không đâu, 5 nhân 1 cũng là 5 đúng không? Cái này khỏi ghi đi, 1 cái này là 5 đúng không? Rồi cộng với gì nào?
x mũ x 1 trừ 1 nhân 1 thì có x 1 trừ 1 thôi. Đó, nhân 1 thì có nhân ra rồi. Nhân 1 thì bây giờ nhân 1 thì cũng là cụ vẻ thật. Rồi dưới này chắc là hai cái số nhân nhau. Cụ vẻ. Tự bóp thật hả? Cứ thích tự bóp rồi. Ơ nhỉ, đặt điều kiện à? Đặt điều kiện à? Điều kiện gì các em? Ồ, cái này là bài gì các em đi đặt điều kiện? Không. X1 cộng 2 nhóm bạn nhá. X1 cộng 2 trừ